Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi tiếng Anh Hùng Biện một phút. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài Hùng Biện nói về bệnh trì hoãn các bạn. Cái bệnh mà trong chúng ta gần như ai cũng mắc phải. Hôm nay chúng ta cùng nhau lý luận về cái này thử xem các bạn nha. While a little bit of procrastination can be harmless, when it becomes a habit, it can be detrimental to your success. You might find yourself constantly putting off tasks until the last minute. Promising yourself that you'll do it tomorrow. But as the saying goes, tomorrow never comes. Procrastination hinders progress and can prevent you from reaching your goals in a timely manner. Interestingly, procrastination isn't always about laziness. Sometimes, it's a symptom of fear, fear of failure, fear of judgment, or even fear of making decisions. Procrastinators often put off tasks because they're scared of the outcome. If you find yourself constantly delaying tasks, it's time to address this habit. Start by setting small, achievable goals and gradually work your way up. This strategy can help boost your productivity and bring you closer to your dreams. Đó, các bạn nghe được không? Bài này cũng khá là hay các bạn nha. Để tôi vào diễn giải từng chi tiết cho các bạn. While a little bit of procrastination can be harmless, when it becomes a habit, It can be detrimental to your success. Nghe được không các bạn? While well, a little bit of procrastination. Đây các bạn, nó là pro pro crass, procrastination. Procrastination đó là sự trì hoãn các bạn, sự trì hoãn ha dĩ nhiên cái từ nó là bình thường là sự trì hoãn nhưng mà mình đang mắc cái bệnh trì hoãn yeah while well, a little bit of a little bit of something là một chút gì đó ở đây là một chút trì hoãn có nghĩa là mặc dù một chút trì hoãn can be harmless cái gì đó mà harmless harmless có nghĩa là vô hại yeah, harmless là vô hại còn harmful harmful là có hại yeah. mặc dù một chút trì hoãn có thể là vô hại When it becomes a habit. When it becomes a habit. Nhưng một khi nó trở thành thói quen rồi. Thói quen trì hoãn đó các bạn. Mỗi khi trì hoãn được một lần là sẽ có lần thứ hai chắc chắn luôn. À, khi nó trở thành thói quen. It can be detrimental. Detrimental đó các bạn. Nó cũng đồng nghĩa với lại là harmful. Là có hại. Detrimental to something. Là có hại cho. Your success, your su success, success là có hại cho thành công của bạn cho dù bạn thành công trong cái gì thành công trong cái việc là làm để tăng lương là để mình lên chức vụ này kia một chút xíu thôi thay vì mình làm nhân viên quèn thì lúc này mình lên làm trưởng nhóm thì để tăng vậy thôi đó các bạn thì đó cũng gọi là thành công Ê, nhưng mà khi cái sự trì hoãn nó becomes a habit trở thành cái thói quen thì lúc này đó nó sẽ có hại cho sự thành công của bạn ha, bất kể bạn làm gì detrimental to something là bất lợi hay là có hại ha. You might find yourself constantly putting off tasks until the last minute, promising yourself that you'll do it tomorrow. Ừ cái này là cái mình là y chang luôn này các bạn. You might find yourself, bạn có thể thấy mình, bạn có thể thấy mình find yourself constantly là liên tục, một cách liên tục, putting off, find yourself doing something là thấy mình làm gì đó, là to put off, put off có nghĩa là delay là mình trì hoãn đó các bạn, put off something là mình trì hoãn cái gì đó, nó giống như cái động từ procrastinate, procrastinate cũng là trì hoãn nha, Delay cũng là trì hoãn ha. Còn delay là hoãn ha. Còn put off là cái một cái cụm động từ chính để dùng để ám chỉ đến cái việc là mình trì hoãn cái việc gì đó luôn đó các bạn. Putting off, putting off of tasks là bạn sẽ liên tục thấy mình á, là hoãn những cái công việc lại, hoãn những cái nhiệm vụ lại. Tasks là nhiệm vụ. Until the last minute until the last minute cho đến phút chót lúc nào cũng đợi đến phút chót mới làm dĩ nhiên là có nhiều người đợi đến phút chót mới làm mà những người đó nó có những người đó, làm việc ở phút chót vô cùng hiệu quả có nghĩa là đạt năng suất rất cao cho nên đó, những người đó người ta làm cái này làm cái gì, người ta đợi đến phút chót làm không à, à nhưng mà đó thông thường đó các bạn đợi đến giờ chót không bao giờ đủ thời gian không bao giờ đủ thời gian cho hầu hết tất cả mọi người 99,9% à, Là đợi đến phút chót Thì thường là không đủ thời gian để làm gì cả Mà không đủ thời gian làm cái chính Cũng không được nữa, đừng nói chi là mình kiểm tra lại Cho nên đó, cái gì mà đợi đến phút chót Là nó nát bét hết Hay các bạn ha Là put, put things off Put things off Until the last minute ừ, Là mình trì hoãn cái gì đó Cho đến phút chót Until the last minute Là cái phút thôi nha, cái phút chót Rồi Promising yourself that Promise là hứa Promising Ở đây dùng put in thì đây là promising Promising yourself Promising yourself that Hứa với bản thân rằng You do it tomorrow You do it You You do it tomorrow Và tự hứa với bản thân rằng là À mình sẽ làm nó vào ngày mai Có phải không? Mình luôn trì hoãn và nói là Thôi cái này để mai làm cái này để mai tính này để mai tính Mai tính mai tính Lúc nào cũng mai tính Có khi cả năm rồi qua một năm rồi vẫn nói là để mai tính à, đó các bạn ha có phải làm mình thấy mình giống y chang như cái này không but as the saying goes tomorrow never comes à, but as the saying goes as the saying goes đây là nguyên cái cụm một cái idiom luôn as the saying goes là như người ta thường nói as the saying goes, goes Yeah, dùng nguyên cái cụm này nha nguyên cái cụm đó đừng hỏi là tại sao thế này thế kia mai mốt mà các bạn nói là như người ta thường nói thì mình nói là as the saying goes as the saying goes ha tomorrow never comes là nguyên sau đây là một câu trích dẫn tomorrow never comes ngày mai không bao giờ đến cả ha là mình cứ nói ngày mai ngày mai làm mà qua một năm rồi vẫn nói ngày mai làm ý là ngày mai không bao giờ đến tomorrow never comes ha như người ta thường nói ngày mai không bao giờ đến Procrastination hinders progress and can prevent you from reaching your goals in a timely manner. Ah, à, okay. Procrastination, procrastination hinders, hinders, hinders là cản trở. Cái sự trì hoãn nó cản trở động từ cản trở nha. Progress, progress là sự tiến bộ. Có nghĩa là sự trì hoãn đó nó cản trở sự tiến bộ ý là nó cản trở cái người trì hoãn đó tiến bộ lên yeah. progress là sự tiến bộ các bạn ha hoặc là sự tiến triển tiến triển tiến bộ mà hinder là cản trở procrastination hinders progress and can prevent you và có thể ngăn cản bạn prevent somebody from doing something đó là cấu trúc prevent somebody from doing something thì ở đây nó dùng đúng cấu trúc vậy luôn prevent you from reaching your goals là nó ngăn cản bạn này là cản trở cả. còn này ngăn cản bạn reach là đạt được your goals đạt được những mục tiêu của mình và nó ngăn cản bạn uh, đạt được những mục tiêu của mình in a timely manner in a timely manner là đúng hạn in a timely manner có nghĩa là ngăn cản các bạn đạt được mục tiêu của mình một cách đúng thời hạn. Dự định là cuối năm nay đạt được cái đó nhưng mà trì hoãn miết à, cho nên cuối năm nay vẫn không đạt gì cả. Có thể là năm tới các bạn đạt được nhưng mà nó không có đạt được in a timely manner, đạt được một cách là đúng thời hạn. Đó các bạn, nguyên cụm này nó diễn tả là đúng thời hạn. Nha. Interestingly, Procrastination isn't always about laziness. Ừ. Hay nè. Interestingly. Điều thú vị là, một cách thú vị là interestingly. À, là một trạng từ để màu đầu nói là, ồ, ừ, thú vị là. Ừ, procrastination. Procrastination isn't always about laziness. Là sự trì hoãn không phải lúc nào cũng là do laziness. Laziness là do lười biếng do sự lười biếng đó, sự trì hoãn không phải lúc nào cũng isn't always about là về sự lười biếng, không phải là do lười biếng mới trì hoãn đâu. À, nhưng mà nó lại gì? Sometimes it's a symptom of fear, fear of failure, fear of judgment, or even fear of making decisions. Mm. Sometimes, thỉnh thoảng đôi lúc. It's a symptom. It's a symptom. nó là một cái triệu chứng. nó là một triệu chứng of something. triệu chứng của cái gì đó. Symptom of fear. nó là một triệu chứng của sự sợ hãi. hay là triệu chứng của nỗi sợ. có nghĩa là khi bạn trì hoãn thì đôi khi nó không phải là do lười biếng đâu nhưng mà nó là triệu chứng của một căn bệnh khác ở đây đó, nó nói đến triệu chứng của cái sự sợ hãi ha, hey, triệu chứng của sự sợ do sợ mà bạn trì hoãn thôi Hay do sợ mà không dám làm thôi do sợ mà cứ ngập ngừng do dự không dám làm đó là triệu chứng của sự sợ hãi cho nên mình thấy một người mà cứ trì hoãn hoài đó là do anh ta sợ cái gì đó fear of failure fear of failure là sợ thất bại có nghĩa là một cái triệu chứng của nỗi sợ ha ở đây là nó nói tiếp để giải thích cho nỗi sợ là gì sợ thất bại fear of failure, 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 fear of judgment, fear of judgment và sợ bị đánh giá, sợ đánh giá đó các bạn có nghĩa là nhiều người ở xung quanh mình đánh giá mình quá lỡ làm sai cái người ta nói nói rồi tôi nói rồi mà không nghe à cái cái đó nó cái từ đó tệ hại lắm cho nên mình đừng bao giờ mình nói với người khác tôi nói rồi cho dù người ta có lỡ làm sai đi nữa cũng đừng nói Đừng nói tại lúc đó người ta biết rồi, người ta nhớ bạn đã từng nói cái chuyện đó và bây giờ tôi làm sai. Mà bạn lại nhắc lại cái câu là nói rồi thì cái câu đó là câu tệ hại lắm. Cho nên là chúng ta cố gắng bỏ cái câu mà nói rồi, bỏ cái câu đó đi. nha là hay nhất trong cuộc đời này. Nói rồi mà không nghe, rồi oh, trời nói cái đó làm chi trời. Tôi làm sai là tôi biết liền rồi, tôi nhớ là bạn đã từng nói rồi, nhớ chứ xong nhớ. Mà lúc đó bạn nói làm chi cho nó nặng nề vậy, nha yeah, cho nên là sợ bị đánh giá, fear of judgment, judgment, sợ đánh giá, or even fear of making decisions, or even fear, hay là thậm chí sợ, sợ cái gì, of making decisions, là sợ đưa ra quyết định không dám đưa ra quyết định luôn. cái người mà thiếu quyết đoán đó các bạn là không dám đưa ra quyết định. cứ hỏi người này người kia thấy sao thấy sao thấy sao để cuối cùng đó nhiều người cùng có cái ý đó rồi thì mình mới dám ra quyết định. có nghĩa là mình quá thiếu quyết đoán, mình không dám tự quyết định một mình. mà nhiều người nói về nhiều người nói là thôi làm đi làm đi làm đi là do họ nói họ thúc giục mà mình làm chứ bản thân mình không tự dám ra quyết định, không dám thì lúc đó là fear of making decisions. Make decisions là ra quyết định ha, mà fear of something. Thì ở đây đó fear of mình dùng judgment là danh từ, fear of failure là danh từ. Thì nếu muốn biến động từ thành danh từ thì thêm ing nó vào. Fear of making decisions ha, sợ ra quyết định. Đó những nỗi sợ đó. Procrastinators often put off tasks because they're scared of the outcome. Ừ. thêm cái nữa procrastinators, procrastinator, nader, nader là cái người trì hoãn các bạn, cái người cái người trì hoãn đó ha là biến nó thành một cái danh từ khác hồi nãy là pro, procrastination còn này là procrastinator, nader thêm s vào là số nhiều procrastinators là những người trì hoãn often put off, put off something là trì hoãn cái gì đó put off tasks, trì hoãn nhiệm vụ Because, bởi vì, they are scared. Scared. To be scared. Là sợ cái gì đó. Sợ, mà scared of something là sợ cái gì đó ha. Rồi, cái gì đó thì phía sau là danh từ đó. Ở đây là scared of the outcome. Outcome là kết quả. Nha, kết quả có nghĩa là khi mình làm gì đó thì nó sẽ có cái outcome. Thì kết quả ở đây đó, cái từ khi mà dùng cái outcome đó các bạn, nó giống như hậu quả hơn. Sợ hậu quả hơn. Mà dùng đến cái outcome á, thay vì dùng cái result thì không ai nói gì trên result là kết quả theo dạng tích cực mà dùng outcome thì thường thường cái outcome đó là cái kết quả nó xảy ra mà mình không có mình không có control được mình không có uh, lo mình không có điều khiển được thường là nó là hậu quả ha? hậu quả gì đó các bạn thì đó những những người trì hoãn thường hoãn hoãn lại thường trì hoãn các cái nhiệm vụ hay là công việc bởi vì họ sợ cái kết quả họ sợ kết quả mà họ sẽ đạt được mà họ sợ cái hậu quả mà họ sẽ gánh lấy họ sợ cái hậu quả mà họ gánh lấy cho nên họ không dám làm sợ nó sai hay sao sai rồi trời cái hậu quả nó ghê gớm quá chịu không nổi và thôi vậy không làm luôn ha yeah. ở đây tính từ scared các bạn nhớ cái tính từ tired không nhớ tính từ tired không nó có tired rồi tới âm ờ tired ờ thì có âm ờ đó nó đi kèm tiếp theo cái âm đờ phía sau là ờ Cho nên chữ này đọc là scared 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 of Scared of Scared of Scared of Scared of Scared of, scared of. Scared of The outcome The outcome uhm, Sợ cái kết quả đó yeah. Tiếp theo các bạn If you find yourself constantly delaying tasks It's time to address this habit uhm. If you find yourself constantly delaying tasks. Nếu như bạn thấy bản thân mình, find yourself nếu bạn thấy bản thân mình liên tục constantly liên tục delaying tasks là trì hoãn các cái nhiệm vụ. Ha, hồi nãy dùng rất là nhiều cụm pro, procrastinate là một động từ. Uh, put off something là một cái động từ khác là nói đến trừ, trì hoãn luôn. Ở đây dùng từ delay. Động từ delay cũng là trì hoãn ha. If you find yourself constantly delaying tasks, à, trì hoãn các nhiệm vụ, it's time to do something là đến lúc làm gì đó rồi đó. It's time to address this habit. Address có nghĩa là đến lúc mình phải xem lại, mình phải address vào nó rồi đó. Là có nghĩa là mình phải nhắm đến nó là mình phải xử lý nó, à, là mình phải giải quyết nó. It's time to address this habit dĩ nhiên address danh từ nó có nghĩa là địa chỉ nữa nhưng mà động từ nó có nhiều nghĩa thì trong tình huống này mình address nó có nghĩa là mình phải chú ý đến nó mình phải quan tâm đến nó mình phải xử lý nó đã đến lúc mình phải xử lý cái vấn đề đó rồi đó address this habit nè đến lúc bạn phải xử lý bạn phải giải quyết cái thói quen này rồi nếu như bạn liên tục thấy mình trì hoãn thì đến lúc bạn phải uh, xử lý cái thói quen này time to address this habit Start by setting small achievable goals and gradually work your way up. Ừ, cách khắc phục này các bạn. Start by setting small achievable goals là bắt đầu bằng cách mình address như thế nào? Mình bắt đầu bằng cách step, start by setting small achievable goals. To set a goal có nghĩa là đặt ra mục tiêu. Set a goal đặt ra một mục tiêu. To set goals đặt ra các mục tiêu và các mục tiêu là sao small achievable small là nhỏ achievable achieve, achieve, achievable achievable nhỏ có thể đạt được bắt đầu bằng cách lập ra những cái mục tiêu nhỏ có thể đạt được mục tiêu nhỏ có thể đạt được thôi nha thì như vậy đó mình mới mình giống như là mình mới có một cái sự tưởng thưởng đạt được mục tiêu có cái thành tựu nho nhỏ thì nó sinh ra cái dopamine là cái hóa chất hạnh phúc đó các bạn đó là cái hóa chất để tưởng thưởng cho cái bộ não của mình nó cảm thấy hưng phấn quá vui quá đạt được nó vui lắm mà cái gì vui đó thì bộ não nó lại thích thích được thực hiện trở lại mà nó thích được thực hiện trở lại đó thì từ từ mình mới thay đổi cái thói quen được ha là như thế đó các bạn bắt đầu bằng cách đặt ra những mục tiêu nhỏ có thể đạt được and uh, gradually gradually đây là các bạn gradually nếu đọc chậm là vậy gradually 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 work your way up và từ từ mình làm lên từ từ mình work your way up có nghĩa là từ từ đó mình tiến lên work your way up mình đạt được mục tiêu nhỏ xong rồi Dần dần cái mình tiến lên uhm, Để thay đổi thói quen Work your way up Là cứ đi trên cái con đường đó Cứ tiếp cái đà đó và đi lên ha, Từ từ mình tiến lên Work your way up Được tiếp tục Câu cuối cùng This strategy can help boost your productivity And bring you closer to your dreams uhm. This strategy Strategy đó là cái chiến lược This strategy là cái chiến lược này Can help, có thể giúp Mà giúp làm gì đó thì động từ help đi liền với động từ khác Không cần to cũng được Can help boost Boost có nghĩa là à, cái à, thúc đẩy Thúc đẩy hoặc là tăng cái, à, làm tăng lên cái gì đó các bạn Mà tăng lên cái gì đó thì phía sau là danh từ Sau cái động từ boost Boost làm tăng cái productivity Productivity là làm tăng cái năng suất Nha yeah cái chiến lược này có thể giúp làm tăng cái năng suất năng suất có nghĩa là thay vì mình làm á mình làm nó ra có một cái thì bây giờ tăng năng suất là mình làm cùng một thời gian nhưng mà nó ra được hai cái yeah, là tăng năng suất boost your productivity and bring you và đưa bạn closer đưa bạn đến gần hơn to your dreams đến với ước mơ của bạn có nghĩa là mình tách nhỏ ra mình làm từ 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 work your way up thì lúc đó đó nó sẽ boost your productivity làm tăng năng suất dần dần mình làm thì nó tăng năng suất chứ còn không cả tháng làm được có việc bây giờ đó một tháng làm được hai ba việc thì tốt hơn hàng tháng làm được 15 việc thì nó lại tốt hơn nữa ha, là làm tăng năng suất and bring you đưa bạn closer to your dreams hay là closer to your success ha. dreams ở đây số nhiều là những ước mơ còn success nói chung thì không có s yeah, success đó các bạn. Rồi, được chưa? Các bạn có hiểu cái bài này không? Và nhớ là sau cái bài này rồi các bạn cố gắng đừng trì hoãn nữa nha. Bắt đầu bằng cách là start by setting small achievable goals. Đó, bắt đầu bằng cách lập những mục tiêu nhỏ mà có thể đạt được. Rồi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đọc từ đầu đến cuối nha. While a little bit of procrastination can be harmless, when it becomes a habit It can be detrimental to your success. While âm ai giữa nhưng mà có âm l cuối nó biến đổi một chút. While while cho nên cuối cùng mình nghe cái giống như ao ao vậy đó. While while a little bit of a little bit a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of, a little bit of procrastination. Pro o oh, pro pro cras 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 procrastination 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 nation nation procrastination các bạn nghe đọc procrastination có lẽ là có nghĩa là mình nghe cái chữ crash cái mình thấy nó cao hơn cái chữ nation đó các bạn nhưng mà nhấn giọng đó không nhất thiết phải cao là nhấn giọng không nhất thiết cao là nhấn giọng các bạn thấy người ta nhấn giọng đó người ta kéo dài cái âm chính ra procrastination nation. Thì cái chữ nay nó kéo dài ra tại vì chữ nay nó mới là âm chính procrastination nation. Có nghĩa là kéo dài và nhấn mạnh vào đó thì nó mới là cái phát cái cái cái, cái trọng âm. Còn nâng cao giọng đó các bạn là cái pitch là cái cao độ thôi. À, cho nên á À, thông thường thì người ta đưa cái cao độ đi kèm với nhấn giọng nhưng mà trong những cái tình huống mà dùng ngữ điệu của câu đó có khi cao độ nằm ở chỗ khác nhưng mà cái nhấn giọng nó nằm ở chỗ là nhấn mạnh và kéo dài procrastination nation nation yeah. thay vì là procrastination luôn luôn như vậy thì nó lúc lúc này ngữ điệu của câu đó người ta trong ngữ điệu của câu người ta biến đổi lắm yeah. procrastination can be harmless can be harmless harm ah a y ah ha harm harmless harmless when it becomes a habit when it becomes a habit a habit it can be detrimental 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 de -tri -de -tri detrimental detrimental mental detrimental, 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 detrimental to your success, suck, uh, -suck, success, 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 yeah. You might find yourself constantly putting off tasks until the last minute, promising yourself that you'll do it tomorrow. Mm. You might find yourself, you might, you might, My. might, might, you might find yourself, find yourself. Constantly, constantly putting thing, putting, putting off, putting off tasks, putting off tasks, tasks putting off, tasks, putting off tasks until the last minute, until the last minute. Still always putting things off until the last minute, huh? Là một người hỏi về Still always putting things off. putting things off thêm chữ things vào trước chữ off. Uh, putting things off until the last minute huh? Mình thấy một người cứ luôn luôn trì hoãn mà nói uh, still always putting things off until the last minute huh? Cứ cứ luôn luôn trì uh, hoãn mọi thứ cho đến phút chót vậy đó hả? Huh? rồi putting off tasks until the last minute, promising yourself, promising yourself that you'll you do it tomorrow, you do it tomorrow. But as the saying goes, tomorrow never comes. But as, but as the saying goes. But as the saying goes, tomorrow never comes. Tomorrow, tomorrow never comes. Procrastination hinders progress and can prevent you from reaching your goals in a timely manner. Procrastination hinders, hinders, hinders progress. Progress. And can prevent you, can prevent you, prevent you from reaching, e, reaching, reaching your goals, your goals in a timely, timely manner, in a timely manner. Interestingly, procrastination isn't always about laziness. Interestingly, interest, 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 interest. Interestingly, interestingly, procrastination isn't always isn't always about laziness, laziness, laziness. Sometimes it's a symptom of fear, fear of failure, fear of judgment, or even fear of making decisions. Sometimes, sometimes it's a it's a symptom, symptom, symptom of fear. Symptom of fear. Fear of failure. Fear of fear of failure. Fa -er, failure. 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 Fear of judgment. Judge judgment. Judgment. Or even fear of fear of making decisions. Making decisions. Fear of making decisions. Procrastinators often put off tasks because they're scared of the outcome. Procrastinators often put off, of, often put off, put off tasks, tasks. Because they are scared of, they are scared of, they are scared of, scared of, scared of the outcome. Because they are scared of the outcome, scared of the outcome, out, out, outcome, out, out, outcome. If you find yourself constantly delaying tasks, it's time to address this habit. If you find yourself, if you find yourself constantly, constantly delaying tasks, delaying tasks, it's time to address this this habit, this habit, uh, this issue. Uh, Start by setting small, achievable goals and gradually work your way up. Start by setting small Start by start by setting small achievable achiev ch -ch Achievable Achievable Goals 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 and gradually gradually j -j jo gradually work your way up. Work your way up. This strategy can help boost your productivity and bring you closer to your dreams. This tra this strategy, this strata, -er, strata, -er, strategy, strategy, this strategy, strategy can help boost, boost, can help boost, boost your productivity, product, product, duck, productivity, 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 and bring you, bring you closer, 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 to your dreams, to your your dreams, dream dura dream dream dreams to your dreams. Rồi right, hết rồi các bạn. Tôi cho các bạn While a little bit of procrastination can be harmless, when it becomes a habit, it can be detrimental to your success. Mặc dù một chút Nhưng khi nó trở thành thói quen, nó có thể gây bất lợi cho sự thành công của bạn. You might find yourself constantly putting off tasks until the last minute, promising yourself that you'll do it tomorrow. Bạn có thể thấy mình liên tục trì hoãn công việc cho đến phút chót và tự hứa với bản thân rằng bạn sẽ thực hiện nó vào ngày mai. But as the saying goes, tomorrow never comes nhưng như người ta thường nói, ngày mai không bao giờ đến. Procrastination progress and prevent you reaching Sự trì hoãn cản trở sự tiến bộ và có thể ngăn cản bạn đạt được mục tiêu của mình đúng thời hạn. procrastination always about laziness. Điều thú vị là, sự trì hoãn không phải lúc nào cũng là do lười biếng. Sometimes, it's a symptom of fear, fear of failure, fear of judgment, or even fear of making decisions. Đôi khi, đó là triệu chứng của sự sợ hãi, sợ thất bại, sợ bị phán xét, hoặc thậm chí sợ đưa ra quyết định. Procrastinators often put off tasks because they're scared of the outcome. Những người trì hoãn thường trì hoãn công việc vì họ sợ kết quả. If you find yourself constantly delaying tasks, it's time to address this habit. Nếu bạn thấy mình liên tục trì hoãn nhiệm vụ thì đã đến lúc phải giải quyết thói quen này. Start by setting small, achievable goals and gradually work your way up. Hãy bắt đầu bằng việc đặt ra những mục tiêu nhỏ, có thể đạt được và dần dần tiến lên. This strategy can help boost your productivity and bring you closer to your dreams chiến lược này có thể giúp tăng năng suất của bạn và đưa bạn đến gần hơn với ước mơ của mình